Messi chỉ đi bộ vì đã hết động lực thi đấu rồi, tuổi tác cũng dần khi anh ấy sa sút. Đó là những dòng tít chiếm trọn trang nhất của nhiều tờ báo Mỹ trong những ngày qua, kể từ giai đoạn giao hữu hè cho đến các trận đấu đầu tiên tại MLS 2024. Phong độ của Lionel Messi thực sự khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi. Huyền thoại 36 tuổi thường xuyên im hơi lặng tiếng, những khoảnh khắc siêu sao, tỏa sáng xuất thần ngày một xuất hiện nhỏ giọt, và thậm chí nhiều trận đấu, Messi gần như tàn hình. Bàn thắng giải cứu Inter Miami trong trận đấu với LA Galaxy thực ra mới chỉ là pha lập công thứ hai của Messi trong 8 trận ra sân gần nhất. Pha ghi bàn còn lại đến từ cú đá penalty trong trận thua của đội bóng vùng Florida trước Al Hilal ở giải giao hữu Riyadh Season Cup. Với một cầu thủ, tuổi 36 là cái tuổi hài lòng an phận nơi hậu trường, níu kéo chút dư vị ít ỏi còn lại của bóng đá đỉnh cao. Nhưng còn Messi, vì anh là GOAT, nên người ta có quyền đòi hỏi một tiêu chuẩn phải cao hơn, rằng Messi phải tỏa sáng bất chấp tuổi tác, miễn là anh còn ra sân chơi bóng. Tờ Los Angeles Times của Mỹ cho rằng, người hâm mộ nên chấp nhận một phiên bản Messi đã đi qua thời kỳ đỉnh cao, và Inter Miami không thể trông đợi mãi vào những khoảnh khắc của huyền thoại 36 tuổi. Được xem là một trong những tờ báo lớn nhất tại miền Tây nước Mỹ, những bài viết trên Los Angeles Times luôn được đón đọc bởi một số lượng đông đảo độc giả. Những ngày qua, phong độ mờ nhạt của Messi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bởi chính họ là những người từng phát sốt với màn trình diễn của Messi trong mùa giải trước. Dù đã lập công vào phút bù giờ để giữ lại một điểm cho Inter Miami trước LA Galaxy, nhưng Messi vẫn bị tờ báo này đánh giá là chơi mờ nhạt. Messi đã không còn hiệu quả nữa, cho đến tình huống ở phút gần cuối, nhưng khoảnh khắc lóe sáng đó của anh chỉ mang tính tạm thời. Đến một lúc nào đó, Inter Miami sẽ phải đối mặt với thực tế đã được phanh phui vào hôm Chủ nhật, rằng Messi, Suarez, Busquets, Alba, tất cả đều đã già. Đi bộ, vuốt râu, rồi hóa phép, Messi cứ như thế đã vô địch World Cup. Nhưng tại Inter Miami, Messi dường như chỉ còn thể hiện trong hai vế đầu tiên. Phải chăng vòng quay tàn nhẫn của thời gian đã bắt kịp những bước chân thiên tài của Messi? Thời gian gần đây, thứ ma thuật kỳ diệu ngày nào đã không còn diễn ra thường xuyên và cứ thế dần biến mất. Tờ Los Angeles Times một lần nữa bày tỏ sự nghi ngại về phong độ của Messi. Anh không còn trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp như trận đấu năm ngoái ở Los Angeles hay như trận ra quân MLS 2024 gặp Real Salt Lake. Messi vẫn đi bóng, vẫn dứt điểm, nhưng đã không còn nhanh nhẹn và chính xác như trước. Cầu thủ người Argentina dường như luôn bị chậm một nhịp, nên bị tiền vệ phòng ngự Edwin Guerrero phong tỏa gần như cả trận. Messi và Suarez gần như chính là khán giả khi LA Galaxy giữ bóng, khiến đội nhà phải phòng ngự chỉ với 8 cầu thủ. Không lâu trước pha lập công của Messi, một cầu thủ LA Galaxy đã bị đuổi khỏi sân sau tấm thẻ đỏ. Và theo cái viết Alvaro Morales của ESPN, nhờ vậy Messi đã có thể tỏa sáng. Đây rồi, chỉ với chiếc thẻ đỏ của Galaxy và 7 phút bù giờ, Messi mới có thể ghi bàn. Cứ như vậy đi, giải bóng đá Messi, bạn đã được cảnh báo. Thực tế là ngoài bàn thắng cứu nguy vào phút cuối, Messi không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhiều thời điểm, người ta thậm chí còn thấy Messi mất hút trên sân, anh đứng yên một chỗ và có thái độ thi đấu khá hời hợt. Năm xưa, Pep Guardiola đã giải thích phong cách chơi bóng đầy đặc trưng của Messi như sau. Cậu ta chỉ quan sát và đi bộ, tuy nhiên cậu ta không tách mình ra khỏi cuộc chơi. Leo quay đầu, đánh mắt sang phải và trái liên tục. Cậu ta biết chính xác những gì sắp diễn ra. Cậu ta không chạy, nhưng quan sát một cách có hệ thống mọi thứ đang diễn ra trên sân. Cậu ấy cảm nhận những điểm yếu của hàng thủ đối phương. Và sau 5 hoặc 10 phút, cậu ta đã lên kế hoạch, trong mắt, trong đầu, để biết chính xác đâu là những khoảng trống và cục diện chung. Cách chơi đó đã giúp Messi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ trên thế giới. Nhưng đó là Messi, có những người đồng đội thực sự hiểu ý bên cạnh, trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp cao. Trong khi giờ đây, nhìn quanh là những cầu thủ trông không khác gì hạng nghiệp dư của Inter Miami. Trong tour giải đấu mùa hè, Messi đã bất lực nhìn đội bóng của mình thất bại 0-6 trước Al Nassr, thua nốt Al Hilal với trình độ quá chênh lệch mà ai cũng nhận ra. Trước những đối thủ được đánh giá không đồng cân đồng lạng như Vissel Kobe hay El Salvador, Inter Miami cũng không thể thắng, thậm chí còn thi đấu đầy chật vật. Có thể nhận thấy rằng bộ khung những lão tướng của Barcelona với đôi ba người là chưa đủ để nâng cấp nhận thức chơi bóng của những cầu thủ vô danh tại Inter Miami. Người ta nói rằng sự góp mặt của bộ ba Suarez, Alba, Busquets sẽ giúp cho Messi quản bớt gánh nặng để tập trung tỏa sáng, nhưng hóa ra mọi chuyện là chẳng được cải thiện.
Do đó Messi chắc chắn hiểu rằng anh cần tham gia nhiều hơn vào trận đấu, nhận bóng nhiều hơn để tạo nên tầm ảnh hưởng lên lối chơi. Chất lượng đội hình của Inter Miami không cho phép Messi đi bộ vuốt râu để dưỡng già. Ở tuổi 36, thời gian đang dần ít đi với Messi. Ngày anh đặt chân đến Mỹ cũng là lúc người hâm mộ phải chấp nhận một sự thật rằng Messi đã bước đến giai đoạn cuối sự nghiệp. Đời cầu thủ có thể có được gì? Anh đã sở hữu đủ cả. Một vị thế của kẻ duy ngã độc tôn làng túc cầu giáo. Bảng vàng thành tích mà Messi sở hữu là điều từ trước tới nay chưa ai chạm tới. Anh tiến lên ngai vị trang trọng nhất trong ngôi đền huyền thoại nhờ sự nghiệp quá huy hoàng và trọn vẹn. Cho đến tuổi 36, Messi vẫn khép lại năm 2023 rực rỡ với cú đúp quả bóng vàng và FIFA The Best, thâu tóm trọn bộ hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm. Phải chăng chính bởi vì quá no nê danh hiệu và bảng vàng, Messi đã không còn duy trì được động lực thi đấu? Trong màu áo Inter Miami như trận vừa qua, lắm lúc người ta chỉ thấy Messi đứng yên và tách biệt khỏi cuộc chơi. Những bàn thắng, kiến tạo ngày một ít ỏi và những pha đột phá qua người thì lại càng không. Vài ngày trước, tại giải thưởng Laureus 2024, được coi như Oscar của làng thể thao, vừa công bố đề cử các vận động viên tiêu biểu của năm và cái tên Lionel Messi xuất hiện trong danh sách đầy tranh cãi. Nhiều người nói vui rằng chiếc vô địch World Cup 2022 sẽ giúp Messi chiến thắng mọi giải thưởng dù đầu tóc anh đã bạc phơ. Trong khi chuyện phong độ sa sút của Messi bị đem ra bàn tán ở Mỹ, thì những drama tại Hồng Kông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đoạn video tự quay để giải thích của Messi dường như chưa thể xoa dịu người hâm mộ. Phía dưới bài đăng của trang Sohu, nhiều bình luận công kích Messi xuất hiện tràn lan. Có người thậm chí còn nói, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời giải thích của Messi. Những ngày qua quả thực là có thời gian không mấy êm đềm với Messi, khi anh phải đối chọi với cơn bão chỉ trích từ các cổ động viên tại Hồng Kông, Trung Quốc, rồi tiếp tục bị báo giới Mỹ đặt hoài nghi về phong độ mờ nhạt trên sân. MLS năm nay mới khởi tranh được 2 vòng đấu, và với 4 điểm, Inter Miami đã thực sự có một khởi đầu đầy khả quan. Nhưng chỉ vì Messi ở đây mà người ta đặt xuống thêm những kỳ vọng mới. Chưa ai quên được màn trình diễn bùng nổ của Messi ở mùa trước, tạo nên những tháng ngày thăng hoa của Inter Miami. Messi gánh cả đội bóng trên vai, tiến một mạch đến chiếc vô địch League Cup. Nhưng cũng kể từ đó, tầm ảnh hưởng của Messi giảm dần, và giờ đây không thể tránh khỏi ánh mắt đầy hoài nghi của giới mộ điệu. Ở tuổi 36, liệu Messi đã muốn dừng lại để an yên tuổi già hay chưa? Nhiều người cho rằng câu trả lời đã là có, sau khi chứng kiến những màn trình diễn nhạt nhòa của anh thời gian gần đây. Nhưng người đàn ông này, với sự trầm lặng và tính cách nói ít làm nhiều, sẽ chứng minh ba màn trình diễn trên sân. Và khi đó, câu trả lời chính xác chỉ có thể đến trong những trận đấu tiếp theo.